Bản giá xe Kia tháng 6 2019 mới nhất Cập nhật bản giá xe Kia 2019 mới nhất tháng 6 của các phiên bản ô tô Kia Morning, Rio Cerato, Optima, Chorus, Sol, Rondo, Sorento, Sedona tại Việt Nam. Giá xe Kia Morning tháng 6 2019 giữ ổn định khi không có sự thay đổi nào so với trước đó. Cụ thể phiên bản tiêu chuẩn Morning MT có giá 290 triệu, bản Morning EX giá 299 triệu đồng, Morning SEMT giá 345 triệu đồng, Morning SEAT giá 379 triệu đồng và Morning S giá 393 triệu đồng. Bên cạnh đó Kia Morning AT 2019, phiên bản giá rẻ được giới thiệu tại Việt Nam chốt giá 355 triệu đồng. Hai là giá xe Kia Cerato 2019 tháng 6 2019. Kia Cerato phiên bản 2019 đã chính thức có mặt ở các đại lý và mở bán từ tháng 1 2019 với giá niêm yết cụ thể như sau. Serato MT 559 triệu đồng, Serato AT 589 triệu đồng, Serato Deluxe 635 triệu đồng và Serato Premium 675 triệu đồng. Giá xe Kia Optima mới nhất tháng 6 năm 2019 Optima là mẫu xe hạng D của nhà Kia và cạnh tranh trực tiếp với những mẫu xe đình đám như Toyota Camry, Mazda 6, Honda Accord, phiên bản nâng cấp Kia Optima 2019 đã chính thức ra mắt khách hàng Việt trong tháng 4/2019 và bán ra với hai phiên bản Optima AT và Optima GT Line có giá lần lượt 789 và 969 triệu đồng. Giá xe Kia Rondo tháng 6/2019. Trong tháng 6/2019, giá xe Kia Rondo được niêm yết cho hai bản cao cấp nhất là 2.0 GATH và 1.7 DAT ở mức 779 triệu đồng, trong khi đó hai bản thấp hơn Rondo 2.0 GMT và 2.0 GAT vẫn giữ nguyên con số 609 và 669 triệu đồng. Giá xe Kia Sedona 2019 tháng 6 2019. Theo đó giá xe Kia Sedona 2019 vẫn không thay đổi từ khi mở bán tháng 12 2018. Kia Sedona 2019 hiện bán ra 3 bản thay vì 4 bản như trước. Đầu tiên là Kia Sedona Luxury giá 1,129 tỷ đồng. Tiếp theo là Kia Sedona Platinum D, giá 1,209 tỷ đồng và cuối cùng là Kia Sedona Platinum G, giá 1,429 tỷ đồng. Tiếp theo là giá xe Kia Sorento tháng 6/2019. Tương tự như các mẫu xe khác trong bảng giá, Kia Sorento không thay đổi giá bán trong tháng 6/2019. Tạm thời giá xe Kia Sorento Tháng 6 2019 đang giữ ở mức tương ứng là 949 triệu đồng, 799 triệu đồng, 919 triệu đồng cho Kia DATH, GAT và GATH. Giá xe Kia 2019 mới nhất vào tháng 6 2019. Kia Morning MT 290 triệu, Kia Morning EX 299 triệu, Kia Morning SI 345 triệu, Kia Morning AT 355 triệu, Kia Morning SI 379 triệu, Kia Morning S 393 triệu, Kia Cerato MT 559 triệu xe mới, Kia Cerato AT 589 triệu xe mới, Kia Cerato Deluxe 635 triệu xe mới, Kia Cerato Premium 675 triệu xe mới, Kia Optima AT 789 triệu, Kia Optima GT Line 969 triệu, Kia Chorus 2 tỷ 708 triệu đồng. Tiếp theo là Kia Soul có sunroof, 750 triệu đồng, Kia Rondo GMT 609 triệu đồng, Kia Rondo GAT 669 triệu đồng, Kia Rondo GATH 799 triệu, Kia Rondo DAT 799 triệu, Kia Sorento DATH 949 triệu, Kia Sorento GAT 799 triệu, Kia Sorento, GAT triệu. Kia Sorento GATH 919 triệu, Kia Sedona Platinum G 1 tỷ 429 triệu bản mới, Kia Sedona Platinum D 1 tỷ 209 triệu bản mới, Kia Sedona Luxury 1 tỷ 129 triệu bản mới. Trên đây là toàn bộ nội dung chính trong chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.